Xin chào anh em, trên tay tôi đang là một cái nhẫn Topaz xanh dành cho anh tập ở Lương Tài, Bắc Ninh. Sản phẩm này tôi sản xuất rất là gọn nhẹ, anh chị tôi xin phép anh tập và tôi đeo lên tay nhé. Khi đeo này thì sản phẩm tôi là khá nhẹ, sử dụng cho mục đích công sở và rất là may mắn. Anh tập, anh làm giáo viên. Đấy, thì đây là hai cái giám định mà chúng ta có này. Chúng ta có khối lượng vàng ở đây là gần 2 chỉ nhé, gần 2 chỉ vàng 10K và là vàng hồng. Kim cương thiên nhiên là 4 viên. Và chi phí rất là buồn cười anh chị, chi phí chưa đến 15 triệu. Quá ngon. Xin không? Tuyệt vời.